Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhà đất hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà phố hiện đại với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, thiết kế 1 trệt 3 lầu, nằm trên trục đường Phanix, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà quý vị đang xem là một căn nhà phố xây mới hiện đại, nội thất cao cấp tặng kèm và nằm trong một khu phố đồng bộ rất là an ninh và ổn định, hẻm cụt nha quý vị. Hướng nhà là hướng Nam Tây Nam, phù hợp cho đại đình mình theo phong thủy là Tây và Đông tứ trạch luôn. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà này thì nằm trong một khu phố này quý vị này. Khu phố hẻm cụt nhá. Hẻm cụt gồm tầm 50 căn nhà phố đồng bộ an ninh, hẻm trước nhà 5m, hẻm nhựa, xe hơi vào tới nhà và đậu trong nhà. Chúng ta đang đứng bên ngoài, không gian bên ngoài của căn nhà. Căn nhà này cách mặt tiền đường chính, đường lớn khoảng tầm 100m thôi. Phù hợp cho đại đình chúng ta mua ở, mua làm phòng công ty, cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà. Hùng quay lại cho mọi người cùng xem này. Rồi chúng ta sẽ cùng Huy Hùng di chuyển vào bên trong căn nhà hẻm một sẹc, ngang 4m2, độ dài 17m này nha quý vị. Căn nhà quý vị sẽ có một lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa bằng sắt và sơn màu xám. Bên trong là khoảng sân 3m đậu xe gắn máy. Với khoảng sân rộng như thế này thì quý vị đậu xe máy thoải mái luôn nha mọi người. Bên dưới thì ốp gạch sàn 60. Hai bên tường thì ốp gạch 60, 80. Lên cao khoảng chừng 3m. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng cũng như đèn LED. Bên trong thì quý vị sẽ có không gian lớp cửa chính, lớp cửa nhôm xin pha. Căn nhà này thì gia chủ tặng kèm full nội thất khi mua. Quý vị thấy trong màn hình này sẽ có tivi, có sofa và có những bức tường được ốp nhựa trang trí treo tranh. Phía trên thì có trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Và căn nhà này đang được bên Huy Hùng chào bán với giá chính chủ 7.850.000.000, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, những căn nhà đẹp, giá tốt và vị trí tốt thì hãy liên hệ trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà xây mới và tặng kèm full nội thất nên là quý vị thấy nó sẽ rất là đẹp. Và bên trong không gian phòng khách này, quý vị thấy phía dưới sàn thì ốp gạch 80 và có bộ sofa tặng kèm cũng như là màn hình tivi 65 inch. Di chuyển vào bên trong thì quý vị nhìn thấy dưới cầu thang có để những cái tủ kệ trang trí và những tủ kệ để đồ. Khu vực cầu thang thì với tay vịn gỗ sồi, lan can bằng sắt và mặt đá hoa cương trắng đen. Phía sau nhà thì sẽ tới với không gian của bếp, thì quý vị thấy ở đây thì cái bức tường bên trái khu vực không gian phòng bếp thì quý vị thấy này, gia chủ ốp nhựa và ốp gỗ trang trí lên cao tới trần. Có quạt gió bên trên, ngay phía dưới là bàn ăn. Và phía bên phải màn hình thì quý vị thấy là có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ sồi và sơn màu trắng này. Có tủ lạnh Toshiba 2 cánh, bồn rửa chân bát, giá kệ để chân bát. Và phía cuối nhà thì quý vị sẽ có khoảng những giếng rộng và khu vực vệ sinh ở cuối nhà. Khu vực giếng trời rộng ở cuối nhà thì gia chủ có ốp gạch lên cao khoảng tầm 4m. Và có vệ sinh ở cuối nhà được làm rất là sáng và sạch. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m2, độ dài lên tới 17m. Và thiết kế 1 trệt 3 lầu, nhà thì quý vị sẽ có sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Với hướng nhà là hướng Nam Tây Nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Đông và Tây tứ trạch luôn. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà rộng, dài, khu nhà lầu, hẻm cụt, an ninh, ổn định để vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê trên trục đường Phanix, phường 12, quận Gò Vấp thì hãy ghé qua tham quan cái sản phẩm này. Một sản phẩm mà quý vị sẽ đi thông được từ đường Phanix ra đường Phạm Bạch, ngay chợ Phạm Bạch luôn nha quý vị. Và di chuyển lên trên lầu 1 thì mọi người sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian của hai phòng ngủ đầu tiên. Và cái bức tường bên ngoài không gian phòng ngủ quý vị thấy là chủ ốp giả đá rất tuyệt vời. Không gian phòng ngủ đầu tiên, quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ đầy đủ nội thất. Phía dưới sàn thì ốp sàn gỗ, có tủ kệ tivi, có bàn trang điểm, có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, máy lạnh sáp mới. Và tủ áo thì được gia chủ đóng tủ áo rộng, đụng trần. Đây là không gian phòng ngủ số 1. Và phòng ngủ số 1 thì cũng có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng ngủ phía sau này thì sẽ có cửa sổ ra khu vực giếng trời nha quý anh chị. Và có máy lạnh sáp tặng kèm. Và chúng ta sẽ qua không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ phía đằng trước.
Không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng trước thì quý vị cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo đóng đụng trần. Phía đầu giường thì có ốp nhựa trang trí và ốp giả đá, có chỉ màu vàng. Bên ngoài thì quý vị sẽ có ban công rộng tới 2m và có lan can bên ngoài cũng như được trồng cây xanh. Có cửa sổ và cửa đi ra ban công cho quý vị có thể ra tưới cây và trồng hoa, trồng lan hàng ngày, thoải mái nha mọi người. Đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo. Từ vị trí căn nhà, quý vị có thể di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 25 phút theo trục đường Trường Chinh. Nhà kế bên là đường Phan Ích, đường Phạm Văn Bạch và quý vị sẽ đi thông nhau. Sát bên nhà là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị, nhà thờ, bệnh viện. Và giá bán Huy Hùng đang chào bán cho căn siêu phẩm này là 7 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng thêm. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy bốc máy và gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem, tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Rất nhiều sản phẩm nhà đẹp chính chủ, giá bán hợp lý đang được Huy Hùng chào bán và quay trực tiếp tại những căn nhà đăng lên trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp Tân Bình. Quý vị nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và nhấn like để quý anh chị chúng ta liên tục được cập nhật và theo dõi những video mới nhất hàng ngày Huy Hùng cập nhật lên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp Tân Bình. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đăng ký trang fanpage Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Trên đấy thì em đăng nhiều video, hình ảnh và những căn nhà đẹp lên cho mọi người tham quan và tham khảo với tất cả các loại giá từ 3 cho đến trên 10 tỷ. Và như vậy là chúng ta vừa tham quan xong 4 phòng ngủ căn nhà và lên trên cùng, quý vị sẽ đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý anh chị đang cùng với Huy Hùng đến tham quan một căn nhà phố chính chủ xây ở với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, nằm trên trục đường Phan Ích thông ra đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm trước nhà 5m, khu nhà lầu, an ninh ổn định và xe hơi vào tận nhà với giá bán vô cùng ưu đãi 7 tỷ 850 triệu đồng tặng kèm full nội thất khi mua. Và chúng ta vừa tham quan xong khu vực sân thượng sau và ngoài đây sẽ là không gian phòng thờ rất là rộng. Đây là không gian phòng thờ này, được gia chủ thiết kế cực kỳ rộng rãi và thoáng mát. Quý vị có thể thờ cúng gia đình, ông bà tổ tiên ở đây nha quý vị. Và ngoài cùng sẽ là khu vực sân thượng phía trước. Như vậy là quý vị vừa tham quan xong một căn nhà với diện tích rất là lớn, ngang 4m2, độ dài lên tới 17m, nằm trên trục đường Phan Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sát bên chợ và nhà thờ cũng như là bệnh viện, siêu thị và di chuyển rất là gần ra các quận trung tâm. Với giá bán anh chủ nhà đang chào bán chỉ 7 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng thôi. Quý vị nào quan tâm đến căn này thì hãy gọi trực tiếp cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt và hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà ở Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video tiếp theo.